Rồi, xin chào các bạn nhé. Tiếp tục quay trở lại với những cái video hướng dẫn trong ngày hôm nay. Thì ở trong video này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn chủ đề về TikTok. Trong cái video này, chủ đề hôm nay đó là mình hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể thay đổi được cái ngày sinh ở trên TikTok. Thì rất nhiều bạn đang không thay đổi được cái ngày sinh ở trên TikTok, hoặc là các bạn bị hạn chế rất nhiều những cái quyền liên quan đến ngày sinh, ví dụ như chưa đủ 18 tuổi hoặc là trên 16 tuổi chẳng hạn. Và các bạn đừng quên chương trình mini game vào mỗi video vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Các bạn theo dõi video đó để các bạn xem cái hình thức các bạn nhận được những phần quà từ mình nhé. Rồi, những cái cách mà mình sẽ hướng dẫn ngay sau đây, thì nếu bạn nào mà phù hợp với cách nào, hoặc là không làm được cách nào, hoặc là các bạn không biết làm cách nào, thì các bạn có thể lựa chọn những cách tiếp theo mà mình hướng dẫn nhé. Những cái cách nhỏ nhỏ sau đây thì hy vọng rằng nó sẽ không phải là cái cách triệt để nhất, nhưng hy vọng sẽ giúp được các bạn phần nào. Nếu bạn nào mà đang gặp thì các bạn hãy theo dõi nhé. Rồi, đầu tiên thì các bạn hãy truy cập vào cái tài khoản TikTok của mình, của các bạn nhé. Đó, các bạn truy cập vào cái tài khoản TikTok cho mình nhé. Rồi, cái cách đầu tiên mình hướng dẫn đó là cái cách mà các bạn có thể thay đổi ngày sinh bằng cái số điện thoại của bạn. Thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái dấu ba gạch này. Cái dấu ba gạch này trong cái tài khoản ấy, các bạn chọn vào phần là quản lý tài khoản này. Ok. Ở đây thì số điện thoại các bạn bắt buộc phải đăng ký bằng một cái số điện thoại mà các bạn đang sử dụng nhé. Ví dụ mình nghĩ là cái này thì bạn nào cũng, trước khi các bạn tạo tài khoản thì các bạn đều phải có cái phần lựa chọn là đăng ký bằng điện thoại hoặc là đăng ký bằng Gmail. Thì mình nghĩ là bạn nào cũng biết cách để bạn đăng ký rồi, các bạn có tài khoản, đăng ký thành công thì các bạn mới có tài khoản được, đúng không các bạn? Rồi bây giờ thì các bạn hãy vào cái phần nhìn, nếu bạn nào mà chưa có số điện thoại hoặc là chưa xem số điện thoại thì các bạn hãy thêm vào cho mình nhé. Đó, thì sau khi các bạn thêm số điện thoại xong thì các bạn hãy trở ra cho mình nhé. Các bạn trở hẳn ra cho mình nhé. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái mục cái tài khoản của các bạn này, các bạn sẽ chọn vào cho mình. Đó, các bạn chọn vào và các bạn sẽ chọn vào cho mình mục là thêm tài khoản nhé. Ok, các bạn chọn vào thêm tài khoản này. Đó, và sau khi các bạn chọn vào phần thêm tài khoản xong thì nó sẽ yêu cầu các bạn là nó có phần là đây, các bạn sẽ chọn vào mục sử dụng số điện thoại và email này. Các bạn sẽ chọn vào mục sử dụng số điện thoại và email. Thì bây giờ các bạn sẽ nhập cái số điện thoại lại, cái số điện thoại mà các bạn vừa mới cái tài khoản mà vừa trên cái tài khoản của các bạn ấy đó. Và sau khi các bạn chọn vào thì nó sẽ hiển thị cho các bạn là cái ngày sinh này. Đó, cái ngày sinh của các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý cho mình, các bạn tính toán làm sao mà cho các bạn trên 18 tuổi cho mình nhé. Trên 18 tuổi là ok nhé. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ nhập một cái ngày bất kỳ này. Mình chọn năm trước đi. Đó, các bạn càng lùi về sau thì các bạn càng tốt nhé. Đó, rồi mình chọn mùng 10 tháng 10 đi. Đó, mùng 10 tháng 10. Đó, các bạn nói chung là cứ tính toán làm sao để cho cái tài khoản của các bạn nó trên 18 tuổi là được nhé. Các bạn chọn tiếp tục này. Tiếp. Và bây giờ các bạn sẽ nhập cái số tài khoản vừa rồi ở trên cái tài khoản của các bạn. Rồi sau khi các bạn nhập xong thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là gửi mã nhé. Các bạn chọn gửi mã này. Ngay lập tức TikTok sẽ gửi cho các bạn một cái mã gồm 6 chữ số nhé. Bây giờ mình sẽ nhập cho các bạn cái mã này vào nhé. Rồi, 693 này. 693 này. 564 nhé. 564. Đó, vậy là xong nhé. Rồi, vậy là cái TikTok của các bạn đã được đổi. Khi các bạn nhập thành công thì nó sẽ hiển thị ra cái trang TikTok của các bạn nhé. Đó, vẫn cái trang đó nhé. Thì vậy là ngày sinh của các bạn đã được đổi thành công nhé. Các bạn lưu ý cho mình. Đấy, các bạn có thể thực hiện cái bước này cái cách đầu tiên nếu bạn nào mà muốn thực hiện đổi ngày sinh. Rồi, thì đó là cái cách thứ nhất nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái cách tiếp nhé. Cách tiếp theo mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là cách các bạn gửi nhờ TikTok hỗ trợ. Rồi thì các bạn vào cái tài khoản TikTok của các bạn cho mình, các bạn sẽ chọn vào cái dấu ba gạch này.
Và ở trong cái phần này các bạn sẽ kéo đến cho mình cái phần là báo cáo vấn đề này. Đó, báo cáo vấn đề. Các bạn lưu ý này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách trong cái mục gửi yêu cầu nhờ TikTok hỗ trợ. Cái cách này thì là cái cách đầu tiên này, các bạn sẽ nhìn vào cái phần là các bạn chọn cho mình báo cáo vấn đề này. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là tại sao cái Quý Dương Tư trở nên nghiêm mặt hơn, các bạn sẽ chọn vào nhé. Ok, ở đây thì nó sẽ TikTok nó sẽ đưa cho các bạn những cái lý do. Đây, TikTok tại TikTok sự an toàn cộng đồng nên ưu tiên hàng đầu. Đấy thì các bạn sẽ chọn đọc nhé, và các bạn chọn là không này. Đó. Rồi cần các bạn chọn là cần thêm sự trợ giúp này, và các bạn đợi một chút nó sẽ load ra cái trang phản hồi nhé. Đó, ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào cái phản hồi của bạn, thì các bạn sẽ viết ở đây mình đã chuẩn bị một số cái câu đây, một số cái câu này mình đã chuẩn bị trước thì các bạn có thể tham khảo nhé. Đây các bạn sẽ chọn vào đó, các bạn sẽ chọn vào dán này. Đấy, do không để ý nên tôi đã cung cấp nhầm ngày tháng năm sinh trên TikTok nên tài khoản của tôi bị hạn chế một số tính năng, mong TikTok khắc phục và sửa lại, xin giúp tôi. Đó thì các bạn có thể chọn gửi đi, các bạn báo cáo luôn nhé, các bạn chọn là gửi vào báo cáo này. Đấy, các bạn có thể báo cáo khi các bạn gửi xong thì nó sẽ có một, nó sẽ báo cho các bạn là đại loại là cảm ơn bạn đã phản hồi đó. Nó đấy là cái cách đầu tiên nhé. Rồi cái cách thứ hai tiếp theo thì vẫn trong cái mục báo cáo vấn đề, các bạn sẽ chờ ra một chút này. Đấy, các bạn chờ ra một chút nhé, các bạn vẫn chọn vào phần báo cáo vấn đề này. Đó, đây báo cáo vấn đề. Trong cái mục báo cáo vấn đề này thì các bạn sẽ chọn cho mình là live. Đây tôi không thể bắt đầu live này. Và các bạn cũng đọc cái yêu cầu của nó là cho phép người dùng và sáng tạo thời gian thực, trong thời gian thực này người dùng từ 16 tuổi trở lên, và để truy cập live thì người dùng từ 18 tuổi trở lên, nghĩa là các bạn chưa đủ ngày sinh ấy, ngày sinh chưa trên 18 ấy, không đổi được ngày sinh ấy đó các bạn nhé. Thì các bạn vẫn chọn vào vấn đề của bạn đã khắc phục chưa, các bạn chọn không này. Rồi và nó vẫn yêu cầu các bạn là cần thêm sự trợ giúp, các bạn chọn vào sự trợ giúp này. Trong mục này các bạn sẽ vẫn để cái phần vẫn gửi giống như cái mẫu của mình, do không để ý nên tôi đã cung cấp nhầm ngày tháng năm sinh. Ở trong cái mục này thì các bạn cần gửi thêm cho mình cái phần ảnh chứng minh thư của bạn hai mặt nhé, chứng minh thư hai mặt của các bạn thể hiện rằng các bạn các bạn chụp có nghĩa là bạn phải trên 16 tuổi ở trên 18 tuổi đó, thì các bạn lấy cái chứng minh thư của các bạn nhé, trên 18 tuổi ngày tháng năm sinh ấy. Bình thường thì mình nghĩ là nếu mà được cấp ngày chứng minh thư thì các bạn phải từ 18 tuổi đó, mình nhớ là vậy, không biết giờ chính sách nó có thay đổi mới không hay là từ 16 tuổi đã được cấp rồi, như là 18 tuổi bắt đầu được cấp gọi nhá. Đó, các bạn học khoảng độ cấp 3 nhé, lớp 12 đấy, hoặc là 18 tuổi. Rồi các bạn sẽ chọn cái ảnh của các bạn nhé, các bạn sẽ chọn cái ảnh chứng minh thư của các bạn chụp lên hai mặt. Rồi mình đã up cái ảnh chứng minh thư lên cho các bạn xem này. Đó, các bạn phải lưu ý là chụp cả hai mặt nhé, mặt trước và mặt sau, các bạn chụp tương đối rõ ràng ra nhé. Đó, sau khi các bạn up xong thì các bạn sẽ chọn cho mình mục là báo cáo. Đó, khi gửi xong các bạn chọn báo cáo, và TikTok nó cũng trả lời các bạn một số cái câu hỏi, câu trả lời, ví dụ như cảm ơn bạn đã phản hồi, chúng tôi đã sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất chẳng hạn, ví dụ vậy, đại loại như thế. Sau khi các bạn gửi xong cái mục báo cáo vấn đề này, các bạn sẽ trở ra cho mình, các bạn trở ra cái phần quản lý tài khoản của các bạn nhé. Ok, các bạn chọn vào mục cho mình quản lý tài khoản này. Rồi ở trong cái mục quản lý tài khoản này, các bạn hãy thêm cho mình cái địa chỉ Gmail nhé, cái địa chỉ Gmail của các bạn này. Đó, tại sao các bạn phải thêm cái địa chỉ Gmail này? Bởi vì khi mà các bạn gửi cái phản hồi trên TikTok ấy, mà khi TikTok người ta phản hồi lại các bạn thì người ta sẽ thấy cái địa chỉ Gmail của các bạn, người ta sẽ phản hồi trong cái địa chỉ Gmail của các bạn. Ví dụ người ta báo thành công hoặc là khắc phục thành công hoặc là yêu cầu một lý do gì nữa thì người ta sẽ phản hồi trực tiếp ở trong cái địa chỉ Gmail này của các bạn nhé. Đấy,
Nên là các bạn nếu mà bạn nào mà chưa thêm Gmail vào, đây, ví dụ cái này của mình chưa thêm Gmail, thì các bạn giống như mình thì các bạn hãy thêm cái Gmail vào nhé. Rồi, để mà vừa để đảm bảo cái an toàn cho cái tài khoản của các bạn, vì các bạn nếu mà các bạn muốn bật kiếm tiền thì các bạn phải thêm cái địa chỉ Gmail của các bạn vào nhé. Đó, còn nếu các bạn nào mà dùng chỉ để tương tác giải trí mà muốn cho cái tài khoản của mình an toàn hơn, các bạn vẫn phải thêm cái địa chỉ Gmail vào nhé. Đấy, các bạn thêm vào, sau đó thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã xác minh đến cái địa chỉ Gmail của các bạn đấy. Sau đó thì các bạn điền vào đây, nó gửi mã chắc mấy số chẳng hạn, nó khoảng 5-6 số gì đấy, nó giống như ở trên điện thoại, các bạn điền vào nhé. Và trong quá trình các bạn điền Gmail xong thì các bạn hãy chờ cái phản hồi của TikTok thôi. Đó, các bạn hãy chờ phản hồi của TikTok. Nhanh thì cũng khoảng mấy tiếng, chậm thì cũng phải tầm 12 đến 24 giờ ở trong vòng 4 ngày TikTok nó sẽ phản hồi nhá. Đó, mình nghĩ là nó cũng nhanh thôi. Đấy. Thì nếu bạn nào đang gặp phải những trường hợp mà cái tài khoản TikTok của các bạn ấy cần đổi ngày tháng năm sinh hoặc là cần đổi ngày tháng năm sinh để mở một số cái tính năng trên 18 tuổi thì các bạn hãy tham khảo cái video này của mình nhé. Rồi thì vừa rồi vừa các bạn vừa theo dõi cái video mình hướng dẫn cho các bạn cách đổi cái ngày sinh ở trên TikTok và một số cái cách khắc phục. Nếu bạn nào mà làm thành công, các bạn cho mình một like phía dưới nhé và bình luận. Còn bạn nào chưa làm được thì các bạn cũng bình luận ở phía dưới nhé. Và thấy video hữu ích thì các bạn nhớ cho mình một đăng ký và bấm chuông đối với những bạn nào mà vừa mới cái kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn lần sau của mình nhé. Xin chào các bạn.